Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời cô gái của chúng ta giới thiệu trước nè. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Dạ. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Tú Anh và hiện tại thì em 26 tuổi. Còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn 1 năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh. Nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm, dạ, thiết kế đồ họa. Dạ, đúng rồi ạ. Sinh năm 96, dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội. Và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Dạ, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa, vừa làm xe máy điện nữa. Như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền cưới vợ, đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có được ưu điểm khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, phần còn lại thì em lo được. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc là khuyết điểm hay không, đấy là em không thích người khác chê em béo, mặc dù em biết là em cũng béo thật. Bây giờ em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em tự nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em thân thì từ ở miền Trung, không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm, tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh. Em không làm cái này thì em cũng làm cái khác. Và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị. Còn về cái điểm yếu của em thì hay xấu ngủ. Có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu. Kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Về ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì để mình ngủ, để mình lấy lại sức. Thì cái đó là cái mà em còn cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết, tại mình làm việc nhiều quá mà, không có đề gì cả hết. Ha, được tình duyên của nhà gái sao nè? Nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu, chứ em ấy cũng 8 năm rồi đấy. Em ấy cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất. Ngày xưa là cũng có vài mối tình từ hồi cấp 3 ấy. Cấp 3 thì em vẫn hay nghĩ là ước là mong mình lớn nhanh lên để không phải kiểu yêu đương giống giấu giếm bố mẹ. Nhưng đến lúc mà bố mẹ cho phép thì mình không làm được điều đó. Chắc là trong 8 năm mà ấy đấy thì cũng có tìm hiểu một vài bạn. Thì gần đây nhất thì cũng có một bạn tìm hiểu được tầm 7 tháng. Nhưng mà chắc là do em cũng hơi vô tư đến mức vô tâm quá, nên là nó đường ai nấy đi. Nhưng mà sau đấy thì em nghĩ là em rút kinh nghiệm được từ đấy. Phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến giờ, nên em vẫn tự tin là lý do ế của mình là do mình vô tâm quá, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến nay, nên là em sẽ sẵn sàng cho mối tình mới. Và người tiếp theo của em thì cứ yên tâm đi, bởi vì hiện tại thì em cũng đã bớt trẻ con, cũng là bớt vô tâm, bớt vô tư rồi. Để chị nhào qua nhà trai, chị ngó qua nhà trai như thế nào, tình trường nhà trai ra sao? Dạ, em chào chị. Chào chàng trai, tình trường sao rồi? Dạ, thì về tình trường của em á, thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối tình nào cũng gọi là lâu dài và bền vững. Thì chỉ có một cái đó là em tập trung vào công việc nhiều, nên đôi khi em bỏ bê bạn gái của mình, cảm thấy xa cách dần dần, rồi sau đó thì cũng tan vỡ. Cái đó là 2 cái lý do mà xảy ra liên tiếp 2 cái mối tình của em. Thì em cũng đã rút kinh nghiệm của mình tới cái khoảng thời gian này rồi, thì em cảm thấy
thật sự khi mà nhìn lại thì xung quanh mình không có ai, không có người để chia sẻ này kia, thì mình dần dần mình cũng biết quan tâm yêu thương người khác hơn, mình dành tình cảm cho bạn nữ nhiều hơn, thì em đang tìm kiếm cái điều đó. Rồi tốt rồi. Nói bây chung giờ là thấy bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô đúng tâm rồi. Tình yêu đó mà hai bên đều đã ngộ ra được rồi. Ngộ ra được rồi. Giọng nói bên đây rất là lạ đó, dễ nhớ lắm á. Cô này là một cô giao tiếp cực kỳ giỏi nha. Bên kia cũng đang nói cũng được lắm chứ bộ. Nói chung là hai đứa hai bạn này năng động, cách sống có thể hợp với nhau ha. Giờ mình hỏi về gu đi. Gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có hai cái thôi, là nam và còn thở. Là nam và còn thở. Hả? Là nam và còn thở. Là nam mà còn thở. Là đủ rồi à, em. Thở là cô đang thở rồi đó. Đúng rồi. Còn thở là còn gỡ đúng không? Đúng. Nhưng quan trọng là con nam không biết sao thôi. Bên kia ta yêu cầu là còn nam. Dạ. Nam không? Dạ nhìn em là biết rồi. Chưa chắc nha, mấy người để râu chưa chắc nam nha. Không, nói chung mình đây nam, mình đàn ông. Đàn ông, tôi nhìn là tôi thấy đàn ông. Sao biết? Nhìn là biết, kinh nghiệm. À, chút để mở coi, cô kiểm tra coi sao nha. Rồi, đơn giản vậy thôi đó hả? Thực ra con cũng nói đùa thôi, chứ là cũng có hơi tiêu chuẩn một chút. Cũng thích người nói nhiều, vui tính là được. Thế thôi, đơn giản vậy. Bên đây nói nhiều cũng vui. Được. Có cái điều gì em không thích ở con trai không? Thực ra thì chắc là ai cũng vậy. Người ta không thích người quá là keyboard, ca sĩ một chút. Tháo một chút là được, xong phải. Dạ vâng. Không, cô gái này rất là hay nha. Cô gái này cá tính lắm á, vui lắm đó. À, em trai. Tiêu chuẩn của em thì em rất là đơn giản, không yêu cầu về ngoại hình. Nhưng về tính cách thì em muốn bạn nữ có cái trải nghiệm nhiều trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc của mình, để mà có nhiều chủ đề để mình trao đổi. Khi mà quen bạn nữ thì em muốn làm sao để mà cho cả hai cùng phát triển hơn. Thì như vậy là có là cái hình mẫu lý tưởng của em rồi. Cũng hay ha, bạn này có suy nghĩ rất là hay luôn. Nói chung hai bạn trẻ cùng chí hướng đó. Mình đi với ai vậy em gái? Quê em mà cũng khá xa ấy. Em vào đây thì cũng một mình tự lập nên là em đi một mình thôi ạ. Bên kia? Nhà trai đi với ai cơ? Dạ em cũng một mình ạ. Rồi. Vậy thì hai mình nói chuyện nhau đi. Đúng, mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ em xin. Thực ra thì hôm nay em có chuẩn bị hai món quà. Nó cũng phản ánh hai mặt tính cách của em ấy. Thứ nhất là vẻ ngoài của em thì rất là sôi động rồi là hoạt náo. Tuy nhiên thì mọi người cứ nghĩ em là một đứa chỉ có vô tư rồi là không âu lo gì cả. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, người ta cũng có khoảng lặng riêng. Thì em nghĩ là quyển sách này nó tượng trưng cho cái mặt đấy của em. Em nghĩ là tặng sách thì ai cũng có thể tặng anh và cũng sẽ có nhiều người tặng anh, nhưng mà món quà này thì chắc là chỉ có mình em tặng anh thôi. Thì anh chọn đi, anh muốn cái nào? Sự thì anh thích sách hơn. Anh chắc chắn không? Tại vì là món quà này đặc biệt lắm ấy. Anh có thể thử lấy ra xem. Kìa, mình lấy ra luôn đi. Ui. Đó là con gián. Thì thường thường mọi người thì sợ gián, thì em thì em thì không sợ rán. Tại vì em nghĩ là mọi người anh cũng nghĩ là phụ nữ thì phải yếu mềm, nhưng mà mạnh mẽ thì có sao đâu, mình phải tự tin khoe cá tính của mình chứ ạ. Rồi mai mốt tặng chuột gì đó ha. Bây giờ nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẻ cho nó sơm tụ cái nào. Đứng lên nhìn em gái biểu diễn đó. Dạ. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để duyên hai ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Dạ, xin hết ạ. Ngược lại nào. Mọi người đừng bất ngờ quá nhá. Mọi người có thể hát cùng em nhá. Một con vị trở ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn con chim đòn. Trời đất ơi. Cô gái này còn thú vị. Lộn xộn vậy đó hả? Rồi tí cho nó vui, bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Khi mà nói chuyện với em thì chưa có tiếp xúc, mà qua giọng qua khuôn mặt ngồi đây thì nghe cái giọng nói thì cũng cảm thấy khá là ưng. Tại vì trong cái mong ước của anh á thì anh muốn tìm một bạn gái mà gọi là ở ngoài Bắc. Thì khi mà tới chương trình thì cũng khá là bất ngờ về cái phần này. Dạ vâng. Đấy là trước khi mà anh thấy em, thế còn sau khi anh thấy em rồi thì anh nghĩ là sao? Thì anh thấy quá tuyệt vời. Yeah, thứ nhất là về cái ngoại hình của mình thì
rất là xinh. Em rất là xinh. Về cái tính cách của em thì rất là vui, tại vì anh thì khá là trầm, ít nói, nên cần những lúc mà vui vẻ như vậy để mà cuộc sống nó thú vị hơn. Dạ dạ, em cảm ơn. Còn về em thì cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh khá là chín chắn so với cái tuổi của mình bằng tuổi nhau mà. Với lại là anh cũng giỏi nữa. Không phải ai cũng có thể kiêm một lúc rất là nhiều việc như thế. Đặc biệt là em rất thích những người yêu công việc, rất là ok. Hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn. Em ở quận Tân Bình. Lúc nãy em có nghe anh bảo là muốn một người kiểu có nhiều trải nghiệm. Thì thật sự là em cũng khá là nhiều trải nghiệm. Vì trước đây thì em làm việc ở Hà Nội là 7 năm, xong rồi em vào đây 1 năm. Tức là em rất thích trải nghiệm, nên là em mới có thể dám một mình vào đây và tự lập như thế. Có một cái trùng hợp là hiện tại anh làm ở công ty cũng ở Tân Bình. Dạ. Lúc nãy là anh bảo anh có quán trà sữa ở đâu nhỉ? Ở Mỹ Tho. Em chưa đến Mỹ Tho giờ và em cũng mong một lần được đến. Thì cũng hy vọng thì thường thường cuối tuần anh sẽ về dưới một hai ngày rồi anh lên lại trên này. Thì anh cứ hay đi đi về về thì có thể là đèo em sau lưng. Cho anh hỏi xíu là về cái người đàn ông của em á, mà em không thích ở họ về cái hành động gì nhỉ? Em không thích một người quá là tính toán chi li. Bởi vì thực tế là em là một người khá là phóng khoáng và vô tư, nên là người quá là chi tiết quá thì em không thích. Ví dụ như là buổi hẹn đầu tiên đi, mình có thể đi ăn đi uống, thì nếu anh trả tiền ăn sẵn sàng em trả tiền uống, chứ không phải là đến cho xe đấy. Em không thích như thế thôi, còn đơn giản vậy thôi, chứ không có gì là nhiều. Đấy cũng khá là hay. Quan điểm hôn nhân về gia đình của mỗi bên thế nào? Thì còn về của em á, thì hiện tại là bố mẹ em thì cũng thấy các bạn bè trang lứa cũng có hết rồi, thì về nhà cũng nói mé mé em sao chưa có người này người kia đó, thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái đó. Còn em thì ngày xưa em đi đám cưới của một bạn em, bạn em bảo là trước đây tao cũng ế lắm, nhưng mà tao xin xem bói, thế là xem bói kiểu gì mà vừa xem bói phát là về có người yêu rồi cưới luôn. Không, hôm trước em về Tết thì mẹ em bảo là hay là thử đi hỏi cái bạn của mày xem là thầy bói đấy ở đâu rồi đi bói thêm để xem có người yêu hay không. Thế là em gọi điện thì em bảo thì bà thầy bói đã chuyển sang làm karaoke rồi. Thôi em nghĩ kiểu trời ơi, số mình ế đến thế sao, bố mẹ cũng khá là dục rồi đấy. Bố mẹ em thì khá là tâm lý, không phải quá là hối con có người yêu này nọ, nhưng mà thi thoảng vẫn hay trêu là bạn này có bồ rồi, bạn kia có con rồi, các thứ rồi, các thế như vậy thôi. Chứ còn đơn giản lắm, bố mẹ em thì thoải mái, vô tư nên là tôn trọng con cái, nên là miễn làm sao em cảm thấy em tốt nhất, em hạnh phúc nhất là được. Em không quan trọng là khi nào phải nhất thiết là 29 tuổi, 30 tuổi là phải cưới. Em thì em quan điểm là đúng người là được, đúng người là đúng thời điểm. Khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi. Thế thôi. Anh cũng khá giống em về phần đó. Thế có sở thích thì sao? Về sở thích của anh hả? Thì thích về kinh doanh, thích ngồi nói chuyện với nhau về cái công việc. Anh thích đọc sách và chơi thể thao. Thì cái đó nó chung chung, nhưng mà cái đó là cái đúng là cái đam mê của anh thiệt. Thể thao là môn gì? Anh chơi cầu lông. Em đánh cầu lông đấy. Đá banh. Anh biết võ. Trước kia thì anh có dạy võ. Bây giờ mua võ thôi coi. Anh chơi dạy võ gì? Anh võ Vovina. Bây giờ mình ra mình múa một bài để mình cho người yêu thấy là người yêu sẽ được bảo vệ bởi những cái đòn võ đó. Vừa múa võ vừa hát luôn đó. Dạ thì cái bài này là cái bài Bovina, thì em cũng lâu rồi em cũng không tập, thì em chỉ nhớ cái đoạn nào thì em đánh đoạn đó thôi để em thể hiện cái sự nam tính. Nãy anh Quyền Linh nghi ngờ của em. Không mọi người. Thấy sao em được nha, đường em gái mạnh mẽ, mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ ngon lành đó. Em trai tới gần em gái nào? Đúng rồi. Đó. Chúng ta nắm tay em gái đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người nhìn đối diện luôn, nắm đứng hai tay luôn nào. Đối diện lại với nhau đúng đó. Rồi. Em cận 5 độ ấy. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện? Mình nói cho nhau nghe đi. Chắc là anh sẽ có bài thơ để mình thể hiện cái tâm trạng của mình lúc này. Mai này mình đi ra biển rộng, sóng chập trùng chẳng êm đềm như sông, chỉ cần lòng ta
cùng chung chí hướng như con thuyền luôn hướng về đại dương. Sorry, hơi biến bạn nữ hơi rung một xíu về bạn này. Ta đẹp quá mà. Thật sự em khá là cảm thấy bối rối khi mà gọi là gặp, gọi là đúng người, đúng cái thời điểm như này. Thì mình cũng không có thể mình tin được mình gặp được một bạn nữ như cái mình mong muốn như vậy. Còn bạn nữ? Em thấy là anh cũng đúng, khá là đúng giống như người đàn ông mà em tưởng tượng ấy. Anh cũng có sức chín chắn. Rồi chắc là cũng hơi bối rối một chút khi mà gặp em, nên là em thấy rất là ok. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Để tay vào nút bấm, nhắm mắt kiểm tra xem tim mình có đập đúng nhịp hay không. Người đối diện có phải là người sẽ cùng chúng ta chia sẻ ngọt bùi hay không? Chuẩn bị. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn nam bên kia bấm nút rất nhanh. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay đi nào. Bây giờ hôm nay không có người thân của bạn gái. Trên màn hình thì gia đình bạn gái đang xem đó. Bây giờ mình xin phép hai bác, gia đình, rồi con hứa cái gì đó, hứa với họ đi. Con xin phép hai bác để mà làm quen bạn. Con cũng chưa có hứa được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn nữ này ở trong này cảm thấy không còn cô đơn nữa, và sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Dạ. Được rồi, một nụ hôn đầu tiên lên má đi. Dạ rồi. Nào, ôm cả. Dạ. Dạ. Mấy bạn ôm giống ôm xã giao quá. Ừ. Bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Huấn, em năm nay 34 tuổi. Huấn hả? Dạ vâng. Có trồng hoa hồng không? Có trồng hoa hồng không? Dạ không. Không hả? Ừ, được. Dạ. Huấn, 32 tuổi. Dạ, 34 tuổi. 34 làm gì Huấn? Dạ, nghề nghiệp của em hiện nay đang làm bộ đội. Bộ đội hả? Dạ vâng. Hay quá. Quê em ở đâu? Quê gốc thì ở ngoài Bắc, ở Hà Nam. Hà Nam, bây giờ em làm ở đâu? Em hiện nay đang công tác ở Bình Dương. Em là bên bộ đội bên binh chủng, công binh. Công binh đó hả? Dạ vâng. À, mở đường thắng lợi anh. Mở đường thắng lợi đúng không? Dạ. Bây giờ xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào anh Quyền Linh cùng gia đình nhà trai, cùng toàn vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên. Năm nay em 30 tuổi. Quê gốc của em thì là ở Thái Bình. Em thì di cư vào Kiên Giang và hiện đang lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Em hiện là nhân viên kinh doanh của công ty xử lý chất thải Mộc An Châu. Mình ở Sài Gòn là mình ở quận mấy cưng? Em là hiện tại là ở quận 11 chị. Tên cũng lạ nhỉ, tên Luyên. Luyên. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì em trai? Đối với công việc thì trong cuộc sống thì em tự nhận có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bộ đội mà. Dạ. Em đi bộ đội bao nhiêu năm rồi? Dạ, năm nay là năm thứ 16 của em. Chức vụ là gì? Dạ, em bây giờ đang trợ lý cơ quan ạ. Em đang chủ nhiệm công binh ở trung đoàn. Quân hàm? Dạ, đại úy á. Đại úy. Dạ. Thật ra những chú bộ đội này thì bản lĩnh rất là nhiều, không phải lo gì hết ha. Dạ. Và yên tâm về mặt gọi là lý lịch nha nhà gái. Có khuyết điểm gì không chú bộ đội? Dạ, khuyết điểm của em thì nóng tính. Ví dụ em khi em đã vào công việc rồi này, em tập trung vào công việc, em không có quan tâm gì đến xung quanh. Vậy là người yêu cũng mệt lắm phải không? Lấy chồng bộ đội là phải hy sinh rất là nhiều luôn đó nha nhà gái. Dạ, nhà gái có nghe rồi ạ. Ừ. Rồi, giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì là chắc là vui vẻ, hòa đồng, hát cũng được một chút. Nhưng mà em được cái là em hay quên lời nên là hát thì karaoke thì em hát được, còn hát mà vậy em với anh về đội được đó. Dạ. Anh với em đi hát là bảo đảm phải có hình mới hát được đó. Dạ. Vấn đề chỗ bên đây là hồi nãy anh thấy bên đây hơi nóng tính chút xíu, bên đó có nóng tính không? Em chắc cũng vậy á anh. Chết rồi ai nhường ai ta? Chết rồi ai nhường ai ta? Dạ.
Đó, ai giường ai chú bộ đội? Chắc này em giường bạn nữ. Em giường. Bộ đội giường nhịn hay lắm. Nhưng thật ra bộ đội nó nóng tính chứ mấy chú bộ đội nóng tính cũng không có gì làm lớn chuyện đâu. Dạ. Đường tình duyên mình sao nè? Thật ra em đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Cách đây 3 năm. Có con chưa? Dạ chưa. Cưới nhau bao nhiêu lâu? Cưới nhau được hơn 2 năm. Tại sao lại đổ vỡ? Một phần do cái tính chất đặc thù của công việc của em là đi làm thường xuyên xa nhà. Cái thứ hai nữa là em không có dành thời gian cũng như không dành cái được nhiều cho bạn đó. Cái đó là điều hết sức là quan trọng. Người phụ nữ mà không được chăm sóc, không được gọi là quan tâm đó thì chắc chắn họ sẽ rất là buồn. Và như em nói nãy, mỗi lần mà cứ vào công việc là em quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, em không quan tâm đến ai cả. Vì thế cái này là một cái điểm gọi là điểm trừ rất là lớn. Và nhiều người yêu bộ đội là hy sinh cái điều đó đó. Dạ. Mời nhà gái. Đường tình trường mình nó như thế nào? Em hả? Em thì em cũng không hiểu tại sao luôn á. Tới giờ em vẫn chưa có mối tình nào. Không hiểu tại sao luôn hả? Dạ. Để tôi qua tôi coi nhìn mặt. Tôi nói thiệt con gái để tôi vậy là. Hả? Mời. Xin mời coi. Duyên rồi nha. Duyên dáng lắm. À. Ủa nhưng mà đó giờ mình có để ý ai không? Có thích ai không? Thích ai không? Cảm nắng thì chút cũng có chứ mà kiểu mà thích quá mà đợi đến tỏ tình chắc cũng không. Không hả? Dạ. Hay là em thích nhưng mà em không dám. Dạ không phải không dám đâu. Chị nghĩ em không dám chị. Chị nghĩ em không dám chị. Trời ơi. Ủa em hỏi em thế bây giờ anh hỏi thiệt là em thích con trai hay thích con gái? Trời em thích con trai chứ. Em là em siêu mê trai luôn. Em là em siêu mê trai luôn. Nhưng mà sao tụi em không có bao giờ giống như kiểu nói chuyện mà hơi mà thấy em thấy nó không hợp cái em cũng không nói tiếp à. Em nghĩ luôn. Có em nói chuyện với người ta nói cái gì mà em thấy không hợp với em? Giống như kiểu mấy vấn đề nhạy cảm như lương hoặc là ví dụ như trong cách nói chuyện cũng vậy á chị. Mình trả lời câu này đáng lẽ người ta, ý là cũng mình cũng nghĩ là người ta sẽ là trả lời câu này nhưng mà nó không phải gu mình á. Cái thôi mình không nói chuyện nữa. Vậy là em khó lắm á. Đâu em dễ tính mà. Hồi đó giờ có anh nào cua em không? Dạ chưa thấy luôn anh, không biết làm sao luôn á. Kỳ lạ vậy ta. Chưa có cảm giác được cua luôn hả? Dạ đúng rồi. Có nắm tay người nào chưa? Em hả? Nắm tay ai là sao? Anh chưa được quen làm sao mà nắm tay được? Chưa được quen làm sao mà nắm tay được? Em có khi nào em coi phim mà em thấy một cái đôi tình nhân nào họ hôn nhau trên phim em có cảm xúc gì không? Cũng có cảm xúc chứ anh. Cũng thấy vui. Nói chung là thấy người ta hạnh phúc cũng vui. Thế thích không? Dạ thích. Thích được hôn không? Cũng không biết nữa. Cũng không biết nữa. Cô này cũng nô cảm xúc chứ. Thật ra đó cái mà em không biết cái gì hết trơn á. Tức là cái đó là cái Nó khó lắm á. Ừ. Thật ra em người rất là duyên dáng nhìn cũng hấp dẫn đó. Thì bởi vậy em mới không hiểu em tại sao đó anh. Vậy chứ giờ em thích người sao? Gu của em là sao? Ví dụ em thích người sao đó. Em thấy người nào mà em thích em tưởng tượng thử xem. Em thường thường là quan trọng là nói chuyện hợp á anh. Em thử tưởng tượng có một người nào mà quen biết mà em có thể nói chuyện hợp. Em cũng biết nữa tại vì em thấy mỗi người có một câu chuyện riêng. Xong rồi mỗi câu chuyện nó lại có cách trả lời riêng. Nên là em cũng không biết. Không ứng được với ai. Thật ra giờ tôi cũng không biết gì luôn á. Em cái chuyện gì mà của người khác giới nói chuyện với em không thích. Cái tính gì của người ta mà em không thích? Em không thích thứ nhất là nói chuyện mà cứ mới hỏi được vài câu cái hỏi tới lương hay là hỏi tới làm sao là việc em sống ổn không. Ôi trời ơi thôi. Người ta hỏi sống ổn không là người ta quan tâm đó. Vấn đề lương là quan trọng nhất. Đúng chị. Rồi ai gặp đi hỏi lương thì đúng. Dạ, rồi, đúng rồi. Mấy người mà hỏi lương em đầu tiên mấy người đó cũng ngộ lắm á. Dạ đúng rồi ngộ nên là thôi bây giờ em mới ế vợ một chút nữa đừng hỏi lương nghe. Tuyệt đối không được hỏi lương bây giờ nha. Vậy thật ra này khó lắm mình cứ hỏi người thân xong mở đạo cho mình gặp mặt đi hỏi người thân đó đi. Em biết ai
em đi với lại mấy chị đồng nghiệp với bạn ạ. À, rồi đó, hỏi đây nè, chính xác hơn nè. Dạ, chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai. Em là Hương, là đồng nghiệp của bé Luyên. Bé Luyên nó nói là vậy thôi chứ nó cũng có cảm xúc. Nó mê trai lắm anh. Nó mê trai lắm anh. Trai đẹp nó mê lắm chứ không phải không có đâu. Bạn là làm ở bên quân đội đúng không? Dạ vâng. Thì không biết là bao lâu bạn được về nhà một lần ha? Thì cái thời gian bạn hẹn hò với Luyên thì sẽ như thế nào? Tại vì bạn ở Bình Dương còn Luyên ở thành phố ấy, mà bạn này không có thời gian nhiều thì không biết là... Em thì thường thì khách một tuần trực một tuần nghỉ. Nếu mà không rơi vào lúc đơn vị mà trực chiến thì cứ một tuần trực một tuần nghỉ. Tuần nguyên sao luôn á? Dạ không ạ, tức là nghỉ cuối tuần ạ. À là hai tuần mới được về một lần đúng không? Dạ vâng. Buổi tối mình có được đi ra ngoài không? Dạ buổi tối thì cũng vẫn được ra ngoài nhưng mà ra thì hết giờ hành chính phải vào. Cái này sau 9:30. À, từ 17 giờ tới 21:30 hả? Dạ vâng. Chạy vô Sài Gòn hết giờ luôn. Chạy đi chạy về hết giờ. Nhưng cái tình hình nó vậy. Nói chung yêu bộ đội là phải xác định rằng là mình sẽ bị rất hạn hẹp về thời gian và thậm chí là những cái sở thích cá nhân của mình. Luyên là một cô gái rất là năng nổ hoạt bát. Và có một cái nữa là về vấn đề tài chính, Luyên là một người rất là biết chi tiêu. Cho nên là nếu mà em cưới được một người vợ như vậy á, em sẽ rất hạnh phúc và em sẽ yên tâm cứ giao tài chính cho vợ. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Thật ra hai người này về bản lĩnh là rất là tốt. Bên kia là cũng dễ thương, năng động. Bên đây thì bản lĩnh chính trị, bản lĩnh xã hội này kia cũng vững vàng rồi. Không phải lo gì hết. Để chúc rất họ thích sẽ... bộ đội. Tại ba của tôi là bộ đội mà. Vậy coi còn chú bộ đội nào làm mai cho con. Còn chú bộ đội nào không? Dạ còn chị. Nó đang ở không đó. Nhớ nha không? Dạ. Thôi bây giờ mở rào thôi. Mình đi với ai nè? Ủa quên. Đi dạ hôm nay em đi với chị gái và em trai em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em xin chào bên nhà gái. Em là chị gái của em Huấn. Thì nói chung là về tính chất công việc của em á, thì anh Quỳnh Linh cũng đã nói rất là đúng. Nhưng mà cái một điều mà chị muốn khẳng định với em á, là nếu như em mà chọn em trai của chị thì em sẽ không bao giờ lo là em sẽ thiếu tình cảm. Thì chị mong rằng là các em có cơ hội để được gặp gỡ ở tại đây thì các em cũng nên để cái cảm xúc của mình cũng như là cho mình một cái cơ hội để có thể là tiến xa hơn trên cái con đường tình cảm của hai em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Thật ra nhà gái biết không, nói vậy cho mình chuẩn bị tinh thần thôi chứ không phải là 24/24 giờ trực. Bây giờ là chúng ta mở rào ha, cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Xinh đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em là học bên môi trường á, nên là em muốn tặng anh cái cây. Với lại em cũng thích cây lắm, mà trồng cây nào nó cũng không sống được á. Trồng cây nào nó cũng không sống được á. Nên là nhờ anh trồng giùm. Anh sẽ chăm sóc nó được á. Vậy mà học môi trường. Hồi nãy em trai có chia sẻ cái đường tình duyên của em trai rồi. Em có nghe rồi ạ. Sau cái cuộc hôn nhân như vậy á, thì em cũng muốn hỏi là anh rút ra được cái gì từ đó? Anh nghĩ rằng trong cuộc sống hôn nhân thì tình cảm, tình yêu nó là một chuyện. Và quan trọng hơn nữa là hai người trong đó phải có sự thông cảm và sẻ chia với nhau. Cái đó là điều đó là quan trọng. Thì em cũng nghĩ là vậy, tại vì sẻ chia nó sẽ tốt hơn. Nãy giờ qua thì chia sẻ thì thứ nhất là anh là người đã từng trải qua cái việc mà đổ vỡ trong hôn nhân thì em có ngại vấn đề đó không? Trước khi quay chương trình á, thì chương trình có hỏi em câu đó. Thì em cũng nói là em không ngại, chủ yếu là cái cảm xúc của mình thôi. Còn cái vấn đề mà đã trải qua một mối tình thì em không có ngại. Nên là em mới có mặt ở đây. Cái công việc của em làm như vậy thì làm giờ hành chính hay là có làm thêm ở ngoài giờ không? Em chỉ làm giờ hành chính... như nhân viên văn phòng thôi. Tính chất cũng như cái đặc thù công việc của anh á, thời gian anh không có nhiều. Và thời gian thứ nhất anh dành cho
dụ cho em hay là cho kể cả cho cả gia đình nhiều mình không có nhiều như vậy, thì em có ngại vấn đề đó không? Thực ra là gia đình em á thì cũng có một em rể là làm trong bộ đội. Cái vấn đề mà về thời gian này kia với một người bộ đội á thì em nghĩ là nó sẽ có những cái đặc thù riêng rồi, cũng hiểu được những vấn đề đó rồi. Nếu như anh là một bộ người bộ đội mà thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì nó lại gần hơn với em, thì nó sẽ có một cái gì đó nó sẽ dễ dàng hơn xíu. Vậy thì em phải chứng minh đi em trai. Nếu như mà sau cái chương trình này mà anh với em đồng ý mà nhấn nút thì anh nghĩ rằng anh sẽ dành thời gian, anh có thể tranh thủ xuống để thăm và để mình có thể tìm hiểu và trao đổi nhiều hơn. Dạ. Đối với em á, khoảng cách thì địa lý nó không ngại, quan trọng là cảm xúc thôi. Có thể anh không tới được thì em có thể tới được, tại vì em có thời gian. Cảm ơn em. Hay. Nói về quan điểm hôn nhân gia đình với nhau nghe đi. Anh với em xác định một tiến tới hôn nhân thì em muốn ở chung hay ở riêng? Em thì không ngại việc làm dâu. Nhưng mà nếu mà được ở riêng được thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì em là một người có thể là xa lạ đối với bản thân gia đình anh. Vô hòa nhập thì nó cũng khó, cũng sẽ có nhiều vấn đề. Thì ở riêng được tốt, còn không ở riêng thì em cũng không ngại cái vấn đề đó. Nếu bây giờ chúng ta lấy nhau, em muốn cô ấy ở đâu? Với bản thân em thì em công tác thì cũng xa nhà. Thế cho nên là em cũng mong muốn là bạn có thể ở gần em để vừa em thuận cho công việc. Dĩ nhiên nếu như bây giờ ở gần em có thể dời ngay doanh trại của em luôn. Có nhà ở không? Nếu mà xét về mặt tài chính của em hiện tại giờ thì em cũng chưa đủ khả năng để mà mua đất mà làm nhà. À, đó, đó. Thì nếu mà không được thì có thể em chỉ có thể ở trọ thôi. À đó, mình sẽ ở trọ gần đó. Dạ vâng. Mấy cái đó là những cái cần phải rõ ràng. Bây giờ phải rõ để cho nhà gái hiểu. Bây giờ vấn đề chỗ là cảm xúc thôi. Nào, mời em gái. Chúng ta có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau. Để xem ánh mắt đó nó có chạm với nhau hay không. Em trai nói điều gì đó, những cái cảm xúc của mình đang nghĩ về người đối diện. Anh nghĩ rằng chúng ta gặp nhau là một cái duyên. Nếu như mà anh với em không có duyên đến được với nhau thì vẫn có thể xem nhau là bạn. Dạ, và chúng ta có thể quan tâm động viên nhau hơn, trong ủng hộ nhau trong cuộc sống. Dạ em. Dạ, dạ, dạ. Em gái không có nói gì không? Khi mà đến đây thì em cũng là trao cho mình một cái cơ hội gặp gỡ mới. Thì cũng gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Dạ. Rồi, chúng ta về vị trí thôi. Bấy giặc cứu sinh ra, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân và chúng ta đã nghe tất cả những câu chuyện về tương lai. Bây giờ đã đến lúc mình đưa ra quyết định. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Có cảm xúc, chúng ta đừng ngại ngùng, hãy bấm ngay. Còn nếu thấy đây không phải là đối tượng của mình, không có rung động gì cả, hãy nhường nút bấm đó cho người khác. 1 2 3 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Cảm xúc đối với em dành cho em và bạn chưa đủ. Em gái? Em cũng vậy anh. Mọi người sẽ có một nửa mảnh ghép của mình ở đâu đó. Hãy cố gắng đi tìm. Và đến lúc nào đó chúng ta sẽ tìm được một nửa mảnh ghép đó. Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc nha. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào chị Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào nữ, chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hoàng Ân. Năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. À. Em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh luôn, quận 3 luôn. Dạ. Rồi, giờ tới mình, tới mình nói coi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả đây ạ. Em tên gì? Em tên là Cao Thị Diễm Hương, năm nay em 28 tuổi ạ. Rồi. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì? Dạ, em làm bất động sản ạ. À, bất động sản, ok. Bên đây bất động sản trẻ trung xinh đẹp. Bên đây bán đồ cho thú cưng. À. Hai bên là xây nhà xong mua thú cưng về nuôi luôn được. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn
Rồi. Và em có chiếc cầu tiến, em không uống bia, không uống bia. Đây có nghĩa không phải là em không biết nhậu nha. Ừ. Em vẫn nhậu với công việc. Cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên. Và em không hút ạ. Rồi. Dạ. Nhược điểm có gì không cưng? Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính. Và em dễ tin người. Rồi. Vậy hả? Nóng tính rồi có bức lông thú không? Nổi điên lên là có bức lông của nó không vậy? Dạ em thì em sẽ nóng tại cái thời điểm đó hôm qua thì thôi. Qua thì thôi, đúng rồi. Bên bạn gái giới thiệu rồi. Lại giùm nãy bên giờ, chưa rõ nào. Bây giờ bên mình á, mình nói luôn mình tên gì, mình làm gì, mình ở đâu, xong mình nói luôn cái nhược điểm, khuyết điểm của mình luôn. Đúng rồi. Dạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng một xíu. Cũng nóng luôn, bên kia nóng. Cũng nóng lên tính luôn á. Cái cá tính mình khá là mạnh. Khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc đó chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng không? Bạn kia bạn họ có đánh người không kìa? Không, dạ không đâu anh. Em cũng hỏi ngược lại đi rồi bạn có đánh thú không? Nhanh đúng không? Sao? Em trai có mấy mối tình rồi? Em muốn chính thức hay không chính thức, kể hết cũng được. Chính thức thì em đâu đó cỡ 4 năm mối tình. Chính thức á hả? Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Còn không nhớ nữa. Chắc nhiều lắm á. Mấy chục cái mối tình, vài chục cái lênh đênh luôn hả? Nhiều rồi đó. Vậy thì cái mối tình chính thức đó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm rồi. Dạ. Ít vậy đó hả? Ngắn nhất là nhiêu? Trời kinh ơi. Nghiệm về tình yêu rồi ha. Qua những mối tình như thế, 5-6 tình mối tình chính thức và một vài chục mối tình không chính thức. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Thật ra là em kiểm điểm bản thân mình coi mình thiếu sót gì trong tình yêu. Thiếu sót thì chắc nghĩ là ai cũng sẽ có thiếu sót thôi. Nhưng mà cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á thì là em yêu sai cách, có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó, cho nên là em cứ nghĩ là mình sẽ cứ quan tâm chăm sóc thì mình sẽ nhận ngược lại, nhưng mà thực ra thì không phải, do là người ta tất cả mối tình đều như thế hết. Dạ thì có một vài mối tình như thế, còn có một mối tình thì là em bị người ta cấm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Dạ. Mối tình kéo dài nhiều nhất chỉ là 2 năm thôi. Thì cái xác suất mà 2 năm với 6 tháng là tỷ lệ bao nhiêu? Mấy cái 2 năm mà mấy cái 6 tháng? Dạ, chắc 2 cái 2 năm và... Còn lại thì tất cả là mấy tháng đúng không? Như vậy là hơi long đong về mới đường tình duyên đó em. Hơi à. Nhiều rồi đó. Rồi, còn nhà gái thì sao? Cho em nói thêm được không ạ? Ra thì em nghĩ là ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn dừng cuộc chơi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Dạ. Cho nên là em quyết định tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đúng không? Dạ, còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em nó bị bệnh. Tại vì em biết là cái thất bại của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi là em chưa có ổn định. Em thương mẹ lắm. Nhưng mẹ không nói được. Cho nên là em muốn ngồi đây để mà
muốn nói cho mẹ biết là em bây giờ hết sức nghiêm túc trong cái chuyện trong cuộc sống và trong tình yêu của mình đúng không? Để cho mẹ yên tâm đúng không? Chị cũng nghĩ như vậy. Và thực ra là với cái tuổi này em bắt đầu nghiêm túc đi là vừa, theo chị là như vậy á ha. Vừa tốt cho mình, vừa tốt cho mẹ nữa. Đúng không? Chắc là... Nhưng mà em thì em quen không phải là em đùa giỡn đâu nha. Ở đây chị không nói em vấn đề đùa giỡn, mà chị đương muốn nói là em xác định là bắt đầu mình phải dừng lại và mình làm một cái điều gì đó nó gọi là nó hết sức là nghiêm túc trong cuộc sống của mình, cho mình, cho gia đình nhỏ mình, cho mẹ nữa. Đúng không nè? Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Ừ. Em trải qua 4 mối tình chính thức. Đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Đa phần là kéo dài từ 3 cho đến 5 năm, lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. Còn 20 năm yêu đương đó hả? Ừ. 4 mối tình. 4 mối tình là mà thường là kéo dài từ 3 đến 5 năm. Đúng rồi. Như là hết tuổi thanh xuân của em luôn rồi. Coi như mười mấy năm đó. Dạ đúng rồi. Tại sao lại chia tay? Như mối tình đầu tiên thì là 3 năm cấp 3 ha. Đó khi lên đại học thì mỗi người một cái hướng đi khác nhau. Thì em chia tay. Đến mối tình thứ hai thì kéo dài cũng khoảng tầm 4 năm. Mối tình thứ ba thì cũng khoảng 5 năm. Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Là tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao, là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Nhưng đôi khi có những cái mà bạn còn chưa đủ chín chắn. Nói chung hai bạn là hai người có rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu rồi. Thành ra bây giờ chúng ta ngồi đây mong rằng chúng ta sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm đã đổ vỡ từ trước đó. Mình sẽ đi tìm một cái tình yêu gọi là chín mùi luôn. Tình yêu gọi là coi như là cuối cùng đó ha. Được chưa? Ok. Bây giờ chị muốn hỏi em nè. Tức là em như vậy theo chị hiểu là cái đối tượng của em là em đòi hỏi nó tương đối là phải cao một chút xíu. Đúng không? Thì bây giờ em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Hình mẫu của em thì thật ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Đó là về ngoại hình. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh. Phải là một người đàn ông thật sự đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc, chăm sóc cho gia đình. Mà tính cách thì hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Khéo léo tỉ mỉ. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính đúng được rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Em không đòi hỏi cái chuyện đó đúng không? Đúng thì rồi. Cái đó là cái mấu chốt đó. Có nghĩa là hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Bạn trai, nói cho bà mối biết mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Quan tâm chăm sóc và biết chia sẻ cái quan trọng nhất là dành thời gian biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc được khoảng về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi, nhưng mà về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, đó, vậy là yên tâm rồi. Hai bên trao đổi như thế thì tôi cảm nhận được tất cả mọi cái yêu cầu của nhau rồi ha. Bây giờ mình xem coi đàn gái thế nào, cho xem mắt nhà gái. Dạ đây ạ. Rồi chào em, dễ thương ha, xinh xắn ha, giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua này bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng, thì dịch càng dịch thì dịch càng tốt. Bán sàn giao dịch nghỉ dưỡng rồi đó ha. Rồi bữa nào bán anh thì dân cái sàn nào bãi biển này kia. Đâu, bán liền đi. Bán nguyên sàn. Chút xíu đó. Đi liền á. Tới giờ mời anh chị xuống resort của em luôn á. Rồi. Ở đâu? Ở đâu? Dạ, ở Hồ Tràm ạ. Ok. Trà, Hồ Tràm. Mình mới đi chị hay đó. Xuống lắm á. Ừ. Nhà chị dân ở dưới mà. Chị dân có nguyên sàn ở dưới gần đó. Khùng quá. Dạ, anh Tuấn Anh đang sửa dưới. Khùng dễ sợ. Rồi. Thì các bạn bè trắng trường. Em gái, em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng, độc đoán,
Cái thứ hai là em cũng không thích hút thuốc. Có thể uống rượu được để mình giao tiếp, ngoại giao được. Rồi. Nhưng mà không hút thuốc. Rồi. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi có làm vấn đề. Càm ràm đó hả? Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Từ từ cũng quen thôi. Ừ, anh là kinh nghiệm mà thấy ai cũng vậy. Tại mình thôi, cũng tại đàn ông làm sao người ta mới càm ràm thôi. Rồi còn thích gì nữa không? Chỉ vậy thôi ạ. Vậy thôi hả? Rồi chúc mình trao đổi với kia coi có càm ràm nha. Đúng rồi, hỏi cái người thân đi. 9-10 hết rồi em ơi. Thôi, hỏi cái người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai. Nghi nghi rồi, đó mẹ, em giống mẹ quá trời luôn á, đẹp gái. Rồi xin chào gia đình nhà gái. Mời cô cầm video giùm Quỳnh Linh ạ. Rồi, cô alo cô nói lại đi. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Thì tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng và đây là con gái ở con trai. Thì tôi muốn đến cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay thì cũng mục đích thì cũng muốn cho con mình nó tìm được người bạn để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thì theo nhìn xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau để nó sẽ hiểu ý và nó hợp tình hợp ý. Để nó thương nhau nó mới xây dựng được cái gia đình hạnh phúc. Chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Tại vì con mình nó sẽ tìm hiểu, nó sẽ đánh với nhau. Thì để mình cũng tôn trọng cái quyền ý kiến của con. Nhưng ngoài cái việc mà nãy đã phỏng vấn hai con đó, thì thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình. Thì cái này tôi cũng xin thưa, thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó. Công việc rất là bận rộn và áp lực. Nên đôi khi, cái này là mình chỉ nói trước thôi. Đôi khi nó không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn. Thì mình cũng sợ. Tại vì con mình nuôi thì mình cũng biết ý là công việc của nó nay là 5-6 năm trời. Khi nó là bắt đầu vào công việc thì nó rất là bận rộn, thậm chí là gia đình nó còn không được về. Một năm chỉ có khi Tết nó mới về được thôi, là nó không có thời gian. Thì tại vì cái công việc đất bất động sản là đôi khi á, cái ngày thứ bảy ngày chủ nhật thì bên công chức nhà nước người ta sẽ nghỉ, còn công việc của nó ngược lại. Cái ngày thứ bảy chủ nhật lại cái ngày khách người ta mới đi tham quan coi mua sắm nhà, nên nó công việc nó ngược lại hơn cái công viên nhà nước. Nên thì mình cũng chỉ trao đổi để cho bên nhà trai, nếu hai đứa nó có thuận ý với nhau thì nó sẽ thông cảm về cái việc đó. Quỳnh Linh đính chính cho nhà trai chút xíu, nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Chứ không sao, nhưng mà tụi nó hiện đại lắm cô. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, đó là con gái mẹ bạn lo lắng thôi. Giờ cô thấy trai rể tương lai thì thấy được không? Nhìn cụ thể được không? Thì cũng đã nói rồi đó anh Quyền Linh, thì bề ngoài thì nhìn thấy thì được. Thì thấy hợp hợp với gia đình mình không? Cũng cái tính ý nó là vừa đưa ra thì mình thấy nó cũng hợp, cũng theo nhu cầu của con gái mình rồi. Nhưng còn cái bên trong thì mình không nhìn mà để mình đánh giá được. Thì bên trong mình không cho hai đứa nó tìm hiểu với nhau để nó hiểu ý với nhau thôi thì dễ hơn. Thì mình vẫn tôn trọng quyền ý kiến, quyền quyết định của con. Rồi, cảm ơn cô. Em đi với ai? Em đi với mẹ em. À, bên đây có mẹ nữa. Rồi, chào nhà trai. Ôi trời ơi, mẹ trẻ dữ vậy hả? Trời ơi. Xin kính chào hai MC. Mọi cái vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Gia đình thích coi cái chương trình này lắm. Mỗi lần có là đều mở, coi như cái mở lại trên YouTube nữa, coi rất là vui. Dạ.
Chính vì vậy mà cũng động viên cho cháu tham gia cái chương trình này từ lâu rồi, nhưng mà nó chưa đi đến ngày nay nó mới quyết định đi. Thì cháu Ân á, vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy, quen rất nhiều nhưng mà không có đi đến đâu ấy. Rồi một phần nữa là nó không có theo được ý mình, tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý được nó. Nhưng mà được cái là cháu quen mà cũng đâu ra đó rồi, mà khi chia tay cũng rất êm đẹp, không có cái gì hết. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ai cũng cần, nhưng với tôi cái đó là phần phụ. Tôi chỉ cần một cái người mà nếu mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Nếu hai con bấm cho nhau thì cô cũng mong là tụi con sống với nhau vui vẻ. Tại vì cô cũng không có đòi hỏi gì, phải làm dâu, phải thế này thế nọ. Cô rất là thoải mái trong vấn đề đó. Là vì con cái bây giờ nó sống theo cái xã hội bây giờ, mình không áp đặt nó phải theo mình, miễn là nó ngoan với mình là được rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Rồi, biết lễ phép, biết trên biết dưới đó. Bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình đã nghe hai bên trao đổi rồi ha, phỏng vấn hết rồi, người nhà cũng góp ý rồi. Bây giờ mình mở rào cho Hồng Ân với bên kia gặp ha. Nãy Hồng Ân nói em làm công việc gì em quên rồi nhỉ? Nuôi thú cưng. Tức là em nuôi, em làm cái chỗ bán đồ cho thú cưng đúng không? Tức là bán quần áo rồi đồ ăn cho chó mèo, có chích rồi kia à, bán đồ ăn thôi đúng không, cắt móng tay móng chân rồi cắt lông mũi cho chó rồi đúng không? Dạ có không? Không có hả? Tại vì mỗi lần anh vô cái shop mà đấy á là người ta đem con chó vô ha. À spa hả? Đâu có cho bán đồ ăn rồi luôn á. Dạ cái đó thì là nó nói như kiểu là cái ừ, hỏi bữa nào anh dẫn chó thôi, anh có nuôi đâu cũng cỡ con rưỡi thôi mà mệt lắm. Thôi mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi, ông không có một con thú cưng nào mà ông nói như thiệt vậy đó. Vâng, mình nuôi mười mấy con luôn. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Ân nào, Ân với lại Diễm Hương nào. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Rồi. Quảng Lo Âu Đi và Sống Vui. Đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. Quảng Lo Âu chừng nào lớn tuổi chứ nhỏ nhỏ chắc quảng không nổi đâu. Hương mở quà lo của Ân đi mệt. Hương. Cái gì, cái gì, cái túi sách hả? À? Sao Ân lại tặng bạn cái túi sách vậy? Mục đích gì, ý nghĩa gì nào? Giữ tiền đúng không anh? À, đúng rồi á. Với lại là em thì em muốn tặng cái gì đó mà cho bạn nữ dùng được. Lỡ nhưng mà không có bấm nút á thì cũng đi đâu mà đi với người khác cũng nhớ tới em. À, đúng vậy đó hả? Hình bóng á. Để hình bóng quê nhà đó phải không? À, em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Đợi xíu ha. Rồi, này. Chơi tí, chơi cho nó vui vẻ. Ừ, vậy đi. Cho cuộc sống nó vui vẻ hả cưng? Dạ, rồi. Ừ. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Và anh sẽ làm tại sân khấu này để mà anh tặng cho em. Ok. À, ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha, ha. Rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ha, em đưa đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho anh xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, đúng không? Đã được coi. Coi số gì khoan khoan hơn được coi. Đưa cho mọi người xem, anh Nguyễn Linh xem, Nguyễn Linh thấy chưa? Thấy rồi. Con này anh quen lắm á. À, xé đi ạ. Anh khoái cầm nó lắm á. Rồi.
rồi em lấy mảnh ở đó em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly ha. Rồi bỏ cái cho vào cái ly ha. Rồi vậy được rồi, đợi chút xíu ha, em cầm giùm anh đi, bỏ cái này lên bàn đi. Anh cũng chưa biết đó là gì đâu. Ở trong mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì nó sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á. Cho anh nhìn em chút xa để em cho vậy thôi, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok, anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì ha. Con đó có phải là con hacker không ạ? Đúng rồi nó. Ok, để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn để kết thúc cái tiết mục này. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm em chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Trời đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á, thực sự. Em hỏi một câu nha. Em chuyển ngồi. Kiểm tra của bà đó là bao nhiêu con? À ok. Tức trong lòng ha. Mà kiểm tra. Tức trong lòng. Kiểm tra đúng rồi ạ. Nên kiểm tra, nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Trời ơi. Hai đứa nó tung hứng nhau được ghê á, lăng tự lăng xê nhau nữa. Thôi bây giờ mình vô vấn đề đi nha. Các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, nãy giờ nói chuyện qua cái hàng rào rồi cùng trao đổi nhau mà chưa gặp mặt, bây giờ gặp rồi đó. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái công việc của em á, tại vì anh cũng rất là hiểu, do là em có hệ quan cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản và sàn giao dịch chứng khoán của bất động sản rất là nhiều, cho nên anh rất hiểu về cái tính chất công việc của em và cái thời gian của em cho nó. Cho nên là nếu như mà lỡ mà em có cơ hội mà có muốn nói thì anh sẽ chia sẻ với những điều đó để mình sao hết. Ngoài cái công việc của em thì mình ngoại hình là người tính cách thì anh sẽ nghe cái em không? Anh đã sợ em chia không chia? Thật ra thì em chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ điều đó là quan trọng. Tại vì không thể là đánh nhau tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này có mẹ và có các em trai đến đây nữa thì em thật sự rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau với nó khoảng đời của mình, rất nghiêm túc như thế. Thật ra cái quan điểm của em nó giống của anh cái chỗ là anh rất ấn tượng với những bạn, tại vì khi mà anh xem chương trình với mẹ anh rất là thích những người mà đi lên chương trình dẫn mẹ theo, tại vì người ta đã sự nghiêm túc và người ta muốn là cho người lớn biết luôn, thì anh cũng là như vậy, cho nên là anh dẫn mẹ anh theo. Cái trước giờ anh không cho mẹ biết. Anh muốn hỏi về cái quan điểm tình yêu của em. Quan điểm tình yêu trong hôn nhân. Okay. Cả trong tình yêu và cả trong hôn nhân thì cái quan điểm đầu tiên của em là phải trung thủy. Đó là tiêu chí đầu tiên. Thứ hai là phải cảm thông và chia sẻ với nhau. Không cần cái gì nó quá to tát, đôi khi những cái cử chỉ hành động nhỏ nhất trong cuộc sống thôi nó cũng đủ làm cho trái tim mình nó hạnh phúc rồi. Không phải là nhất thiết là anh phải phủ hồi môn cho em căn nhà này căn nhà kia, không quá quan trọng đối với em. Những cái cử chỉ nhỏ nhất, chu đáo nhất hàng ngày thôi, điều đó là rất là quan trọng. Quan điểm của anh trong hôn nhân với anh thì để bắt đầu
duy trì nó, duy trì cái cuộc hôn nhân đó bình thường đó, đó là sự bao dung. Thì chắc mình sẽ bao hàm được cả cái ý mình đó. Rồi, hẹn hò như thế nào? Các bạn tính hẹn hò thời gian sao? Thời gian địa điểm cũng rõ ràng vậy đó. Bây giờ cả hai đều nóng tính, ai sẽ là người nhường ai mỗi khi một có một cái mâu thuẫn nào đó, bàn với nhau đi. Nhưng mà em nóng đó, thì em sẽ như thế nào và cái cách nào để mà mình kẹp vào những cái đó? Thông thường là khi mà em không ưng ý một việc đó thì em sẽ nhíu mày. Nhíu mày là cái động thái đầu tiên. Nếu như người quen em mà đã hiểu là chỉ cần em nhíu mày là tự động họ sẽ nhẹ nhàng với mình. Nếu họ cũng thương với mình thì xác định luôn. Là rụng chân mày luôn đó. Đúng rồi, thời gian người ta để tới kiếm tiền, cái thời gian đâu giận hoài cho mệt. Ghen cỡ nào nói luôn. Dạ. Cái đô của mình cỡ nào nói luôn. Mỗi lần ghen là cũng nhíu mày vậy đó. Mùa này có dễ có em gái mưa rồi này kia lắm á. Dạ, có không? Nãy giờ chưa trả lời với nhau đó, là nếu như trong đỉnh cao của mâu thuẫn thì ai sẽ nhường ai? Nếu mà nhíu mày hai bên nhíu hết thì ai sẽ không nhíu nào? Bỏ cái tôi xong vài bữa tôi lấy cái tôi lại. Ok, rồi khoảng bao lâu thì các bạn có thể tiến tới một điều xa hơn, đó là hôn nhân, bạn với nhau trước mặt hai người mẹ luôn đi. Bên đây cũng có hai chị em đúng không? Thực ra thì nãy cô có chia sẻ, con cũng cảm nhận được. Khi mà con từ cửa sân khấu đi lên á, thì con thấy cô nãy con được cười rất là tươi. Và con cũng đoán cô là mẹ. Cảm nhận được cái sự gần gũi. Nhưng mà bạn trai là một người cực kỳ thương mẹ. Qua cái cách chia sẻ của bạn trai thì cô hiểu được cái điều đó, thương mẹ lắm. Và mẹ của bạn gái là một người cực kỳ thương con. Nãy giờ là hai cái cảm nhận đó, đó là cô thấy. Cho nên rằng hai đứa rất may mắn là có hai bà mẹ hết lòng hết sức với con của mình. Cho nên là nếu mà tụi con mà đến được với nhau
thì là tụi con khéo léo với hai người mẹ thì chắc chắn là tụi con sẽ có một cái gia đình nhỏ cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì khi mà những đứa con của mình sinh ra có bà nội bà ngoại đều là những người tuyệt vời hết. Chị Vân chị giỏi, chị cũng thương con dữ lắm, chị biết tâm lý người mẹ mà. Chị thì thương con rồi. Vô tận luôn vậy đó. Không, người mẹ là như vậy, có nghĩa là con thương ai đúng thì mẹ sẽ thương người đó. Chính xác. Vô điều kiện. Rồi, hai bạn vẫn chưa trả lời là khoảng bao lâu chúng ta sẽ trao đổi với nhau, khoảng bao lâu chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cho nhau biết luôn, bởi vì các bạn cũng không, như là bạn trai cũng không còn trẻ nữa, Hồng Ân nè. Là nay nhiêu tuổi rồi Ân? Wow, trời ơi em 37 tuổi á hả? Trời đất ơi tôi chết rồi, Linh ơi mình coi lại mình đi. Nó nhỏ xíu à, nhìn nó tưởng 24, nãy giờ tôi suy nghĩ tôi cỡ thằng Phi nhà tôi thôi đó. Mình già lắm rồi, khỏi bàn nữa. Chết rồi, còn cưng bé nhiêu rồi? Mình 57 hết rồi. Chết rồi, trời ơi tụi nó ăn cái giống gì mà tụi nó trẻ dữ vậy trời. Mà hai bà mẹ cũng trẻ măng trẻ mặn vậy đó à trời ạ. À. Tôn trọng quyết định của hai con. Vâng. Rồi các bạn đã sẵn sàng. Còn điều quan trọng nãy mẹ hơi lo là bạn gái đi làm suốt như thế đó, rồi bạn nam có đồng ý hay không? Trao đổi luôn đi. Ok, rồi còn gì để nói nữa đâu. Bây giờ là chỉ còn là nút bấm mà thôi, sẽ trả lời tất cả. Thôi bây giờ em... Rồi, bây giờ bạn trai hãy bước tới nắm tay bạn gái và nói hết những suy nghĩ của mình về đối phương để cảm nhận nãy giờ em cảm nhận người đối diện em như thế nào. Nắm hai tay nhìn vào thẳng mắt nhau. Đấy. Rồi, chúng ta trở về ghế. Và bây giờ mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình nào. Mỗi bạn đủ để có thể quyết định được cuộc đời của mình rồi. Hai bạn rất thông minh. Hai bạn là những con người hiện đại. Hai bạn cũng trải qua rất nhiều cái mối tình rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Nếu cảm nhận đúng, chúng ta bấm nút. Nếu cảm nhận không đúng, không cần bấm. Để nút bấm nó cho nhiều người khác. Và khi bấm nút, chúng ta phải làm đúng, phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Bởi vì chúng ta đang đối diện với những người mẹ, đối diện với bà con, hàng xóm, hàng triệu khán giả. Hãy sẵn sàng quyết định bằng chính trái tim mình nha các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Trời ơi, đồng điệu dễ sợ luôn. Nào. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò, hãy nắm tay nhau. Xin phép hoài à, nãy đã xin phép một lần rồi đó. À, bây giờ đã chính thức hẹn hò rồi. Nói với hai người mẹ đi. Tụi con thật sự nghiêm túc. Tụi con muốn tìm hiểu với nhau và tụi con muốn điều đó. Và hứa với hai người mẹ
mình sẽ làm điều gì? Thực ra con không phải là người nói được nhiều lời hay. Con nghĩ là con sẽ làm tốt hơn những gì mà con sẽ hứa. Nên là con nghĩ là những gì mà con làm trong sắp tới sẽ không để cho hai người thất vọng. Cho hai mẹ đi, đổi chứ hai mẹ cho dễ thương. Làm cho hai mẹ thất vọng. Hai bà mẹ. Không để cho hai mẹ thất vọng. Nói với mẹ đi. Dạ con chào bác. Thực ra thì bản thân con thì tuy là con cũng đã đứng trên những cái khán đài rất là lớn để con training cho nhân viên của con. Tuy nhiên là ngày hôm nay đến thì con đến bằng cảm xúc thật của con. Và con cũng thấy hơi run run xíu. Thì hôm nay con bấm nút thì đó cũng là một cái cảm xúc rất là chân thành của mình. Và con cũng nói với bác là nếu mà tụi con có duyên, có nợ với nhau ấy, thì con xem bác giống như là mẹ của con. Thương cả hai mẹ như nhau và yêu cả hai mẹ như nhau. Và sẽ hết lòng chăm sóc cho mẹ và chồng. Rồi. Xúc động quá thiệt, các tôi xúc động luôn á. Cái cô con cả đều... cô con dâu này á là gọi là hàng quý đó nghe. Mẹ thực sự đó là cái cảm nhận của Vân, tại Vân cũng có thằng con trai, cho nên là nếu mà có một cô con dâu được như thế này là Vân cũng rất là vui. Này quay cá tính lắm đó nha. Dạ, rất cá tính đấy. Hãy cố gắng, hãy nỗ lực. Lý do đã có, chúng ta hãy bằng mọi giá để chinh phục những cái lý do đó. Đây là hai người có thể hoàn thành được cái những gì mình nãy giờ mình nói trên sân khấu rồi. Tất cả mọi thứ đều diễn ra từ trái tim của họ. Chúng tôi không có một kịch bản nào cả. Và ngày hôm nay thì cũng chúc mừng cho hai em. Và chúng ta đã hiểu nhau và đồng ý hẹn hò là hạnh phúc rồi. Chúc mọi thứ sẽ phát triển thật là tuyệt vời. Và mong một ngày sớm nhất các bạn sẽ thông báo tin vui cho hai người mẹ và cho chương trình chúng tôi. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, bây giờ làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chắc này cũng nôn cái vụ này lắm nãy giờ đúng không? Rồi. Cho chúng tôi.